Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Số điện thoại tư vấn Zalo 0969 155 444. Thì trong video clip này, em sẽ giới thiệu đến anh chị một siêu phẩm trong thời gian vừa qua đang được rất nhiều khách hàng săn lùng anh chị nhé. Đó là bộ sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn dạng đông 15W. Thì với cái bộ sản phẩm này, anh chị làm hoàn toàn có thể quay video với chất lượng hình ảnh là full 4K. Quay video thì đầy đủ âm thanh, xem được trực tiếp từ xa, không giãn khoảng cách khi nơi đặt cam có wifi 3G, 4G. Không có wifi 3G, 4G thì anh chị vẫn có thể quay lưu vào thẻ nhớ để về xem lại. Góc quay thì là 170 độ, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 32GB anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ cùng anh chị là xem chất lượng hình ảnh của cái bộ sản phẩm này. Đây là em đã kết nối sẵn rồi anh chị nhé. Ở đây là em đã kết nối sẵn này, em sẽ cùng anh chị cùng xem này. Đây, anh chị có thể thấy này. Đấy, rất chi là sắc nét nhá. Ở đây là mình có thể quay rất chi là nhanh và không hề bị delay một chút nào luôn. Ở đây bóng đèn sáng như thế này nó cũng không ảnh hưởng gì là đến camera anh chị nhá. Ở đây sẽ có các chức năng này. Ở đây em sẽ là giới thiệu là các chức năng trước nhá. Đấy, gồm có là đầu tiên chất lượng hình ảnh mình có thể thay đổi là 1080 này, 2K, 4K. Ở đây có biểu tượng hình bóng đèn. Cái này tắt hay bật thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái bóng đèn này nhá. Tại vì đây nó là cái đèn báo của camera thôi. Ở đây có biểu tượng hình ba chấm, cái này nó chuyển là về chế độ là quay ban đêm đấy, hỗ trợ dưới ánh sáng mờ anh chị nhé. Thì cái này gần như là mình có bóng đèn rồi thì là mình là không cần là mình là phải là bật lên nữa nhé, tại vì ở đây nó đã có cái ánh đèn sáng rồi, mình hoàn toàn mình có thể xem bằng màu chứ không tội gì là mình phải xem đen trắng như thế này. Ở đây có biểu tượng là hình tròn nửa trắng nửa xám đây, đây tức là tăng và giảm màu sắc anh chị nhé. Tiếp đến là đây biểu tượng ô mặt trời đây. Đây là tăng và giảm độ sáng này. Thì cái này là tùy vào mắt của mỗi người là mình có thể căn chỉnh làm sao cho hợp lý nhất nhé. Tiếp đến ở đây là mình có thể là đảo lên này, đảo xuống này, đảo trái này, đảo phải này, chụp ảnh này, chụp ảnh này, quay phim này. Như này, đỏ đỏ như này là đang bắt đầu quay anh chị nhé. Thì sau khi quay xong, ấn vào đây là đã dừng lại và lưu vào phần mềm. Đấy, ở đây thì mình hoàn toàn có thể zoom to, zoom nhỏ này. Đấy, đầy đủ ngày giờ phút giây đây, chuẩn chỉ 100% so với ngày giờ điện thoại anh chị nhé. Đấy, tất cả các tính năng ở trên cái bộ sản phẩm này thì sử dụng thì cực kỳ là dễ dàng thôi. Đấy, còn những cái hình ảnh cũng như video lúc mình quay nó sẽ lưu hết vào trong cái phần photo anh chị nhé. Ở đây thì anh chị sẽ thấy là video này sẽ có hình ảnh nữa mình chụp này, tất cả đây đều đầy đủ ngày giờ phút giây và anh chị có thể dí liền vào này. Đầu tiên là mình có thể là lưu về điện thoại này, mình có thể chia sẻ này, mình có thể xóa một cái này, mình có thể xóa tất cả anh chị nhé. Đấy, rất chi là dễ dàng sử dụng thôi. Còn anh chị nào mà bây giờ là muốn cài đặt để cho camera tự động lưu vào thẻ nhớ ấy, cũng như xem được trực tiếp từ xa ấy, thì mình chỉ cần làm cho em thêm các bước này. Ấn vào hình bánh răng là bước đầu tiên này. Bước thứ hai mình sẽ ấn vào phần device setting nhé. Đấy, ở đây này sẽ ra cho mình là rất chi nhiều mục này. Giờ anh chị nào mà bây giờ là muốn là cài đặt để cho nó lưu vào thẻ nhớ ấy, mình sẽ ấn vào phần SD card setting nhá. Ở đây thì mình sẽ bật hết nút xanh lên cho em như thế này. Đấy, chất lượng mình sẽ lựa chọn HD. Ở đây là sẽ có là 13530, thì ví dụ mình lựa chọn 30 chẳng hạn thì là cứ 30 phút nó sẽ cắt ra một video, nó lưu lại thẻ nhớ cho mình nhá. Thì sau khi mình cài đặt như này xong ấy thì anh chị là chỉ việc là bật cái bóng đèn lên cho nó sáng như này thôi là nó sẽ tự động nó quay và nó lưu vào phần lưu vào thẻ nhớ cho mình, kể cả là anh chị là có mạng hay không có mạng thì nó vẫn lưu được anh chị nhá. Còn anh chị nào muốn xem được trực tiếp từ xa ấy, thì sẽ ấn vào wifi setting này. Riêng cái mục này thì yêu cầu cái nơi đặt camera ấy là phải có wifi nhá. Thì giờ gần như ở đâu là người ta cũng có wifi rồi, thì ví dụ wifi của nơi mình đặt camera có tên là Thanh Dung. Đấy, Thanh Dung này. Mình sẽ là nhập mật khẩu thật chính xác cho cái tên wifi Thanh Dung này, sau đó anh chị ấn ok. Ok một lần nữa này. Thì nó sẽ đẩy mình ra ngoài như thế này nhá, thì anh chị thoát hẳn ra màn hình chính cho em. Đợi cho em từ 1 đến 3 phút để camera nó khởi động lại. Thì sau khi nó khởi động lại xong ấy thì anh chị là hoàn toàn có thể vào phần mềm nút cam là mình là có thể xem được trực tiếp từ xa không giãn khoảng cách nhá. Đấy, tức là bóng đèn này anh chị đặt ở nhà, sau đó là anh chị đi làm xa cách hàng trăm hàng nghìn km, thậm chí là anh chị đi ra nước ngoài thì anh chị là vẫn có thể là xem được bình thường nhá. Đấy, thì cái bộ sản phẩm này thì rất phù hợp cho những anh chị nào mà bây giờ là muốn biến nó thành một chiếc camera giám sát. Mình vừa có thể là lắp ở trong nhà để giám sát con cái, giám sát người làm người giúp việc, giám sát đồ vật tài sản, cũng như mình có thể là lắp ở trang trại, chuồng trại để quan sát là gia súc, gia cầm, vật nuôi để xem có kẻ nào trộm cắp hay không, cũng như mình có thể đặt ở công trường, công xưởng để là xem công nhân làm việc, cũng như là theo dõi là vật tư vật liệu anh chị nhá. Thì khi anh chị mua cái bộ sản phẩm này về thì bên em sẽ tặng kèm anh chị là một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 32GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video dữ liệu lên đến là
7 ngày liên tục và sẽ có chức năng là ghi đẩy cũng như ghi đè nhé. Mọi sản phẩm bên em khi bán ra thị trường ấy, thì đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ nhé. Tiếp đến ở đây là bên em sẽ tặng kèm mình là một tờ giấy hướng dẫn cài đặt camera mini cho nhỏ này. Ở đây là bên em có ghi đầy đủ nhá, tất cả các bước này, đấy, từ tải phần mềm này, cắm jack pin khởi động camera này, đến đúc thoát ra ngoài kết nối thành công, thì từ A đến Z là bên em có ghi đầy đủ hết ở trong cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này rồi nhá. Và khi anh chị mua về ấy, là mình hoàn toàn có thể nhìn vào đây để mình là có thể là sử dụng được luôn. Và cái bộ sản phẩm này ấy, thì sử dụng thì cực kỳ là đơn giản thôi nhá. Ở đây em sẽ giới thiệu sơ qua này. Ở đây sẽ bao gồm có là mắt camera này, nhá anh chị nhá, mắt camera này. Tiếp đến là ở đây là sẽ có nút reset này, thì trong quá trình sử dụng ấy mà camera này mà không phát ra mạng wifi thì anh chị là có thể díu nút reset này 10 đến 15 giây để khởi động lại nhá. Lưu ý cho em là những cái trường hợp là không phát ra mạng wifi này, thứ nhất là mình là kết nối xem từ xa thất bại, tức là khi mình nhập mật khẩu wifi ấy, nhập nhầm chẳng hạn, thì nó sẽ ẩn mã wifi đi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình khi mình di chuyển nhé, ví dụ là camera mình đang đặt ở nhà chẳng hạn đấy, sau đó là anh chị là di chuyển sang nơi khác, ra công xưởng công trường hoặc sang là nơi là mình làm việc, là mình cần lại mình cần reset để mình khởi động lại, là sau đó là mình sẽ sử dụng được bình thường nhé. Còn kết nối cái này thì cực kỳ là đơn giản thôi, tức là bên em đã thiết kế là hạ nguồn cũng như các thứ hết rồi, về nhà mình chỉ phải cầm mỗi cái bóng đèn này, anh chị xoáy vào đuôi này thôi là mình hoàn toàn có thể là sử dụng được đấy. Thì sau khi xoáy vào xong bóng sáng lên như thế này thì anh chị sẽ tải cho em phần mềm có tên là Lookcam về nhé. iPhone ở đây thì anh chị sẽ vào cho em phần App Store, còn anh chị làm mà dùng Samsung thì vào cửa hàng Set Play là được. Đấy, thì sau khi tải về xong thì mình sẽ đi tìm wifi của camera nhé. Đây, ở đây nó sẽ phát ra một mã wifi rất chi là dài và không có mật khẩu như thế này đây. Đấy, thì anh chị sẽ kết nối cho em vào cái mã là dài và không có mật khẩu này nhé. Thì ở đây là nó sẽ là không có là wifi, thì anh chị là muốn đổi cái mật khẩu ấy thì mình là có thể là đổi ở trên phần mềm. Đấy, cũng như là khi mình kết nối xem từ xa ấy thì nó sẽ tự động ẩn cái mạng wifi này đi cho mình. Còn nếu mà ví dụ ở đây nó hiện là không có kết nối internet thì mặc xác đi, không vấn đề gì cả. Như lúc em test cho anh chị xem ở đấy. Đấy, mình vẫn xem được bình thường, không làm sao hết. Chỉ cần ở đây hiện dấu tích, trên này hiện có sóng wifi là như này kết nối thành công. Sau đó trở về màn hình chính ấy. Vào phần mềm Lookcam này. Đấy, đây chính là cái phần mềm lúc em cùng anh chị xem nhá. Thì ấn vào đây. Thì anh chị sẽ ấn vào đây này. Đấy. Nếu mà muốn đổi mật khẩu thì ấn vào modify nhá. Ở đây là mật khẩu cũ của camera sẽ từ 1 đến 6. Tức là 1 2 3 4 5 6. New password là mật khẩu mới, confirm là xác nhận mật khẩu mới. Sau đó thì mình ấn ok thì người ta muốn vào được cái mạng wifi này của mình là yêu cầu là phải có mật khẩu của anh chị nhá. Đấy, còn anh chị là muốn xem ấy thì mình sẽ ấn vào phần device online. Đấy. Ấn vào cancel để xem này. Đấy, và nó sẽ trở về là như cái lúc ban đầu mà em giới thiệu các tính năng ấy. Đấy, sử dụng thì cực kỳ là đơn giản và dễ dàng thôi. Và cái bóng đèn chế ở này ấy, thì là thời gian vừa qua là đang được rất nhiều khách hàng săn lùng. Thì không những là bên em chế vào cái bóng 15W, bên em còn có chế vào bóng 20W và 30W, cũng như bóng đèn tít 1m2, 1m5, 1m8. Thì anh chị nào mà có nhu cầu làm cái bộ sản phẩm này ấy, thì chỉ cần gọi điện cũng như nhắn tin qua Zalo số điện thoại 444 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật người ta tư vấn cũng như hướng dẫn cho mình anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.